Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 625 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 624 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tú Đặng, bạn Quyên Đoàn và bạn Phát Lý các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua, và một chuyện là do người dì ruột của bạn đã trải qua các bạn. Thì quê bạn nam này ở Cần Thơ. Chuyện đầu tiên là do bạn trải qua, lúc đó là bạn còn rất là nhỏ. Hiện tại bây giờ là bạn cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi. Chuyện này xảy ra khi mà bạn chỉ mới có 9-10 tuổi thôi, nhưng mà bạn vẫn ám ảnh cho tới tận bây giờ, mỗi khi mà nhớ lại các bạn. Thì bạn kể rằng đó là quê bạn ở Cần Thơ, và trước đây á là vào năm mà bạn 9-10 tuổi đó, thì ba bạn có mở một cái tiệm mà bán phụ tùng xe máy. Cho nên nó là ba có thuê một cái ngôi nhà nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Cần Thơ. Thì nhà này á là chủ nhà người ta ở làm sao, dạng như người ta có hai căn các bạn. Một căn á là mặt tiền người ta để người ta cho thuê, và kế bên có một cái con hẻm đi vô cái là nhà người ta phía sau người ta ở trong á. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà này á là ba bạn cũng buôn bán bình thường, không có gì hết. Có nhiều khi á là ba ngủ lại, có nhiều khi ba về và cũng không có nghe ba nói gì hết. Nhưng mà riêng bạn á thì do là cái thời đó bạn còn nhỏ lắm, bạn không biết đâu. Cái lần đầu tiên á là bạn nhìn thấy á là có một lần hôm đó là ba bạn về. Nhưng mà do là ba để quên đồ, cho nên nó là ba có đi lấy lại thì lúc đó bạn đòi theo. Và ba cho bạn ngồi phía trước xe, còn anh người anh họ của bạn thì ngồi sau. Mà Thi nói thêm á là cái ngôi nhà này nó có một cái cửa cổng. Cái cửa cổng này á là nó cao khoảng 2 mét rưỡi các bạn, nó rất là cao. Mà thí dụ như nếu mà chúng ta muốn leo lên cái cổng này, chúng ta bắt buộc phải bắt một cái thang thì mới leo lên được, tại vì cái cổng này nó 2 mét rưỡi, nó cao lắm. Thì khi mà ba của bạn chở tới đó, thì trong cái lúc mà bạn ngồi bạn đợi anh bạn đang vô mở cái cổng đó ra đó, thì tự nhiên á là bạn có thấy hai cái cánh tay. Mà hai cánh tay này các bạn tưởng tượng giống như là cái cổng nó cao và nó ngang qua giày đúng không? Thì hai cái tay này giống như là kê, người ta kê cái nách lên, xong rồi người ta thả lỏng hai cái tay này lòng thòng vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn hai cái tay này, bạn không có biết là mình thấy cái gì đâu, tại vì lúc đó bạn nhỏ, bạn đâu có biết các bạn. Bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng á là có một người đứng ở trong đó, rồi người ta mới là giống như là người ta đứng ngắm cảnh, xong rồi người ta mới kê cái tay lên trên cái hả là ở trên cái cổng á, xong rồi nó cứ lòng thòng vậy nè. Bạn có thể nhìn rõ được rằng á là cái da tay á, cái da của cái cánh tay đó nó nhăn 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 nhìn thấy ghê lắm, và nó có những cái móng rất là dài mà nó nhọn nữa. Nhưng mà bạn chỉ nghĩ rằng á là có người đứng trong đó thôi, mà bạn quên rằng cái cổng này nó cao tới 2 mét rưỡi lận. Nếu mà người nào mà đứng trong đó thì bắt buộc người đó phải cao phải hơn 3 mét, thì bắt đầu á là cái tay nó mới thanh thản, nó mới để vậy được đúng không các bạn? Còn đằng này cái cổng nó đã cao tới 2 mét rưỡi thì làm cái gì mà người nào mà đứng mà cái kiểu mà lòng thòng vậy? Nhưng mà hình như rằng chỉ có một mình bạn thấy, còn riêng ba bạn với lại anh họ bạn không thấy. Thì khi mà anh họ bạn mở xong hai cái ống khóa rồi, đang đẩy cổng vào á, thì bạn mới la lên, tại vì bạn nghĩ đó là người đứng trong đó mà. Cho nên bạn mới la lên, bạn nói: "Ê, anh, coi chừng đụng té người ta, coi chừng té người ta", tại vì bạn nghĩ người ta đang đứng trong đó, người ta đang lửng lửng cái tay vậy. Nhưng mà khi mà anh họ bạn nghe xong, cái anh họ bạn quay lại dòm bạn rồi cứ đẩy cửa vô mà giống như là không hiểu bạn nói gì. Thì khi mà anh họ đẩy cái cổng vô rồi á thì bạn dòm vô cổng hoàn toàn không có ai, mà lúc này nhìn lại thì hai cái cánh tay đó đâu mất tiêu luôn. Thì bạn mới ngó người ra, bạn nói: Ủa sao kỳ vậy ta, đâu có ai đâu mà sao có hai cánh tay, rõ ràng mình nhìn thấy mà.
thì lúc đó là bạn cũng mơ hồ lắm, tại vì còn nhỏ quá đâu có biết mình nhìn thấy cái gì các bạn. Rồi đó là cái chuyện đầu tiên khi mà ba bạn thuê cái ngôi nhà đó, là lần đầu tiên bạn nhìn thấy như vậy. Xong rồi bạn cũng không có kể lại, bạn chỉ thắc mắc rằng ủa tai ai vậy ta, tai ai vậy ta. Nhưng mà do còn nhỏ quá, cái qua mấy ngày các bạn quên mất tiêu. Xong rồi tới cái chuyện thứ hai là sau cái lần đó là 2 tuần lễ, thì hôm đó là bạn qua buổi trưa, bạn tha thẩn bạn chơi chơi vậy đó, cái xong cái đang chơi cái mất tiểu các bạn, cho nên nó là phải đi ra cái gian nhà sau có toilet để mà đi tiểu. Thì khi mà đi ra gian nhà sau là do cái nhà này nó tối lắm, cho nên nó là bạn cũng hả là không có thấy đường, bạn mới mở cái đèn lên. Thì khi mà đi vô nhà tắm đang đứng tiểu vậy đó, cái tự nhiên á là do là có đèn mà, thành ra là khi mà mình nhìn vô tường á là nó sẽ in cái bóng của mình. Nhưng khi bạn nhìn vô tường nha, cái tự nhiên sao mà bạn thấy ngoài cái bóng của mình ra thì còn có thêm bóng của một người, mà cái người này giống như là đang treo lủng lẳng lủng lẳng, nhưng mà dạng như treo trên cao các bạn. Bạn thấy rõ ràng luôn là treo trên cao mà nó quay vòng 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 vậy nè, thì bạn mới giật mình, thì bạn mới quay lại. Nhưng khi quay lại thì hoàn toàn không có ai hết, hoàn toàn không có người nào hết. Mà bạn nhìn giáo giác thì bạn thấy ngay chỗ cái góc đó đó là có một cái móc sắt nó đưa ra vậy nè, nó ngoéo nó đưa ra vậy nè. Thì bạn thấy lạ, nhưng mà bạn vẫn quay lại để mà bạn tiểu tiếp. Thì cái lúc mà đang tiểu thì bạn lại tiếp tục nhìn thấy cái bóng người đó in trong cái tường, kế bên cái bóng của mình ở đây lồn dày. Còn cái bóng người đó là cao lên dày mà nó đang quay vòng tròn thì cái đó bạn quay lại bạn nhìn có thấy ai đâu, cho nên lần này sợ mới chạy ra mới khóc mới nói với bà con thấy vậy đó. Nhưng mà ba của bạn á là chỉ trấn an thôi, nói rằng á là chắc là hả con nhìn lầm thôi không có gì đâu. Nhưng sau này á là bạn mới biết rằng á là trong cái ngôi nhà đó là con của người chủ nhà đã thắt cổ trong cái ngôi nhà này do thất tình các bạn. Thì đó là cái lần thứ hai bạn nhìn thấy vậy. Và khi mà nghe ba bạn dỗ dành thì bạn cũng nín khóc rồi cũng quên đi, con trai mà ham chơi cho nên quên mất cái chuyện đó luôn. Thì bắt đầu bẵng đi một cái thời gian sau nữa, thì bình thường á là bạn ngủ ở nhà với mẹ không à, nhưng mà hôm đó tự nhiên á là ba ngủ lại đây á, cái ba nói thôi bây giờ hôm nay ba ngủ lại đây, cho nên ba chở con về. Nhưng ba không chịu, ba nói thôi hôm nay ba cho con ngủ lại đây với ba luôn đi. Thì hôm đó là bạn ngủ lại với ba, ba cũng chiều nha. Thì bạn ngủ rất là ngon lành, ngủ rất là ngon lành, nằm kế ba, ba có trải một cái chiếu, giăng một cái mùng, xong rồi hả là ngủ ngon lành vậy á. Cái tự nhiên ngồi đau quá, bạn mới giật mình là do bạn bị muỗi cắn, bạn mới giật mình bạn đập một cái bớt vô vậy nè. Xong cái hả là bạn mới tỉnh ra một cái thì bạn thấy rằng á là mình đã lăn ra khỏi mùng từ lúc nào mà mình không biết, là có nghĩa là bây giờ bạn đã lăn ra khỏi cái mùng rồi, ba thì nằm trong mùng, bạn lăn ra ngoài rồi. Thì khi mà thấy mình lăn ra ngoài vậy, bạn mới lồm cồm bạn ngồi dậy để mà bạn bò vô trong mùng. Thì trong cái lúc mà bạn lồm cồm bạn bò vô trong mùng đó, thì bạn mới nhìn ra cái giống như là theo cái quán tính của mình đó các bạn, bạn nhìn ra phía sau cái gian nhà sau là cái chỗ nhà bếp, cái chỗ mà nhà tắm đó, thì tự nhiên bạn thấy có một chị, mà cái chị này cái gương mặt rất là đẹp luôn, cái gương mặt mà bạn nói xinh thiệt là xinh, mà tóc chỉ dài nha, rồi mặc một cái váy mà màu trắng dài xuống tới chân, tới gót chân luôn vậy đó, mà cái gương mặt chỉ đẹp dữ lắm, chỉ cười với bạn, cười với bạn mà lúc đó bạn không hề sợ, là tại vì gương mặt chỉ rất là đẹp bình thường mà còn cười với mình nữa, cho nên hoàn toàn bạn không sợ mà bạn cứ dòm. Bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa sao cái chị này ở đâu mà vô nhà mình vậy ta, bạn nghĩ trong bụng vậy đó. Thì chị đó mới đưa tay lên mới ngoắt vậy nè, mới bước lên ngay chỗ gần cái mụn bạn luôn, mới bước lên đi đi ra sao chơi với chị không, đi ra đây chơi với chị không. Thì lúc đó là bạn định chung vô ngủ với ba, định quay qua kêu rằng á là ba ơi ba, ủa sao chị này là ai mà vô nhà mình nè ba, thì định là kêu ba như vậy. Nhưng mà khi mà chị nói cái tự nhiên bạn quên mất tiêu, bạn không kêu. Cái giống như là nó có một cái thôi miên đó các bạn, cái bạn thấy rằng cái chị này đẹp quá, rồi cái giọng nói thì ngọt ngào kêu đi ra làm sao chơi với chị, đi qua đây chơi với chị không, đi không, mà vừa cười vừa ngoắt. Cái tự nhiên bạn đứng dậy bạn đi, bạn nói bạn đứng dậy bạn đi theo, chỉ đi trước bạn đi sau. Thì khi mà đi ra phía sau cái tự nhiên bạn đứng sững lại, là tại vì tự nhiên nha, ngay chỗ cái móc sắt mà bữa nãy thì nói nó ngoéo vậy nè, thì có một cái ghế đặt dưới đó. Xong rồi bạn mới đứng sững lại là bạn nhìn thấy cái chị này leo lên trên ghế, mà trên đó là có sẵn
một cái cọng dây thòng lọng, nó móc vô giống như cái móc vậy đó, thì cái cọng dây này nó treo vô trong cái móc đó. Thì chị bước lên trên ghế, xong cái chị đưa, kéo cái dây đưa vô cổ giày, đá cái ghế. Mà bạn nói nha, khi chị đá cái ghế xong cái ghế văng ra, là cái lúc đó nha, chị vừa nắm cái dây mà vừa nhìn bạn, chị vừa cười. Chị vừa cười xong rồi cái lưỡi chị dài ra mà máu bắt đầu nhiễu ra. Mà cứ như vậy đó, bạn lúc đầu bạn khi mà bạn nhìn bạn chết chân, bạn không biết ủa sao chị này làm gì vậy, nhỏ đâu có biết là thắt cổ là cái gì đâu các bạn. Nhưng sao mà tự nhiên hả, cái lưỡi chị dài ra xong rồi máu nó nhiễu ra mà chỉ còn cười hả. Đó, thì khi mà nhìn như vậy cái bạn la, bạn hét lên, bạn khóc, bạn té đái. Thì cái lúc đó ba của bạn á là mới chạy ra, sao hỏi cái gì vậy con, lúc này bạn đái ra tùm lum hết rồi. Và khi nhìn lại thì không thấy cái chị đó đâu nữa. Bạn mới chạy, ba bạn á mới ẩm mới chạy lên nhà. Xong rồi bạn mới kể lại cho ba nghe. Thì bắt đầu á là qua ngày hôm sau ba nó không sao đâu, xong sáng hôm sau ba đưa về. Ba đưa về xong rồi sau này á gia đình bạn trả lại cái căn nhà này rồi. Bây giờ nhà này vẫn còn nha các bạn. Và sau này ba mới nói rằng á là cái người mà con gái mà chị nhìn thấy đó là con gái của chủ nhà bị thất tình mà treo cổ như vậy. Trước khi mà ba vô thuê cái nhà này là ba đã biết rồi. Nhưng mà do cái địa thế là ba vẫn thuê, nghĩ rằng á là cúng kiến bình thường, nhưng mà ai dè đâu là chị này lại ghẹo bạn như vậy. Thì đây là cái chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho kênh chúng ta, do chính bản thân của bạn trải qua luôn. Bạn nói rằng tới bây giờ đã hai mấy tuổi rồi, nhưng mà khi nhớ lại cái cảnh tượng mà chị đó đưa cái cổ vô cái cọng dây á, xong rồi quay nhìn bạn nha, mà đá cái ghế ra rồi, mà lúc đó là treo lòng thòng rồi đó, mà cái miệng chị vẫn cười nha, mà chỉ nhìn bạn chỉ cười, rồi cái lưỡi dài ra mà nhiễu máu ra, bạn không thể nào quên được hình ảnh đó, rất là kinh dị các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là chuyện do người dì của bạn đã trải qua. Dì này là dì ruột. Thì bạn ở thành phố Cần Thơ, nhưng mà dì này là dạng ở dưới quê nữa. Thì sau khi mà không biết là chắc là dì này có vấn đề trục trặc gia đình á, cho nên á là dì này á là đã lên thành phố Cần Thơ dẫn theo một đứa con trai của dì, để mà hai mẹ con lên đây thuê nhà rồi sinh sống làm ăn trên đây các bạn. Thì lúc đó là dì của bạn đã thuê một cái ngôi nhà nằm trong con hẻm số 8 hay là 8 mấy á, mà đường Đinh Tiên Hoàng, Cần Thơ. Thì khi thuê cái ngôi nhà này á, là nhà này á, là dạng như có hai cái phòng, một phòng ở ngoài và một cái phòng ngủ ở trong. Mà phòng ngủ này á, là có một cái cửa, nhưng mà cái cửa của nó thì lại không có sát như là cái cửa bây giờ. Mà chuyện này xảy ra cũng mười mấy năm rồi, lúc đó là bạn 13, 14 tuổi, thì cũng đã hơn 10 năm trước rồi. Thì bạn kể cái ngôi nhà này nè, là cái cửa là nó không có sát ở dưới đất, nhưng mà nó lại cắt hỏng vậy nè, hỏng mà mình có thể thò được cái bàn tay qua luôn. Cái khe cửa dưới đó các bạn là mình có thể thò được cái bàn tay qua luôn. Thì cái lúc mà dì vô trong nhà này á, là nhà trống mà, cho nên dì cũng mua một số đồ rồi cũng cúng kiến đàng hoàng dữ lắm. Ở cũng bình thường khoảng được 2 tháng đầu, hoàn toàn không có gì xảy ra hết. Nhưng mà chuyện bắt đầu xảy ra sau 2 tháng. Thì đêm đó là dì ngủ với đứa con trai của dì trong phòng. Con trai của dì cũng đã mười mấy tuổi, 15, 16 tuổi các bạn. Thì hai mẹ con đang ngủ vậy đó, dì đang ngủ rất là say, cái tự nhiên dì bị giật mình bởi cái tiếng cọc cọc cọc, mà các bạn tưởng tượng như là có người mà mang giày cao gót mà đi mà giọng xuống nền đó các bạn, nghe cái tiếng cọc 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 mà cứ đi qua đi lại vậy đó. Mà tiếng này nó phát ra từ cái phòng bên ngoài. Cho nên đó là dì lúc này dì đã đóng cửa ngủ ở trong rồi, thì dì mới suy nghĩ gì, nói ủa sao mà tiếng cọc cọc ở đâu ra vậy ta, hình như là trong nhà mình. Cho nên dì mới hả là giật mình, bắt đầu dì ngồi dậy liền, đàn bà mà nhạy lắm. Thì lúc đó dì suy nghĩ gì, nói ủa mà ai mà sao tự nhiên cái tiếng này. Lúc đầu á là dì không có nghĩ rằng người ta mang giày cao gót, nhưng mà dì cứ nghĩ rằng ăn trộm. Cho nên đó là dì mới khóa cái cửa phòng rồi đúng không, thì dì không có mở ra liền, sợ rằng á là ăn trộm nó nhào vô làm sao. Thì thành ra là dì mới cúi xuống ngay chỗ mà cái khe cửa thì nói mới nãy đó, để mà dì dòm ra xem coi hả là ai ngoài đó ăn trộm hả ta. Thì cái lúc mà dì kê cái con mắt của mình xuống dưới cái khe cửa nhìn ra ngoài á, thì dì thấy á là có một cái đôi chân, mà đôi chân này á là mang một cái đôi giày cao gót mà
cái gót màu đỏ nha, cái đôi giày cũng màu đỏ luôn nha, mà cái dạng dạng như giày mà gót nhọn á các bạn, mà người này đi qua đi lại, đi qua đi lại, cái gì mới suy nghĩ vậy, nói ủa cái gì vậy trời, ăn trộm sao mà cái chân thì nhìn giống phụ nữ, rồi chỉ có phụ nữ mới mang giày vậy thôi, ăn trộm gì, không lẽ là hả, là ai trời, gì cũng hơi sợ sợ, sợ sợ lắm. Nhưng mà bây giờ nhà mình mà, cho nên nó là gì mới đứng dậy, gì hỏi ai vậy, ai vậy, cái gì mới bật gì mở cái cửa ra, kéo cái chốt mở cửa ra. Nhưng mà khi mà mở ra thì ngoài đó hoàn toàn không có ai hết các bạn, hoàn toàn không hề có ai hết, thì gì sợ lắm, gì sợ lắm, gì mới đóng cửa lại liền luôn. Gì mới suy nghĩ, nói trời ơi, trời ma hả trời, ma hả trời, nghĩ tới ma liền. Dì nói trời ma, mình cúng kiến đàng hoàng lắm mà, trời ma hả, ma nhát mình hả ta. Xong cái là dì mới lên dì nằm, lên dì nằm mà dì sợ lắm nha. Xong cái một hồi sau cái dì lại nghe tiếng giống như là lại đi á các bạn, lại mang đôi giày đó và đi cốc 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 cốc, mà dạng như đi mà cố cố tình mà giọng xuống cái nền đó, nó tạo ra cái tiếng cốc khó chịu lắm, với lại trong đêm nữa, cho nên nó là nó tạo ra một cái âm thanh khiến cho mình sợ, nó rờn rợn sợ hãi lắm. Thì lúc đó là dì lại tò mò tiếp, dì mới trời sao thấy ghê quá, thấy ghê quá, dì lại cúi xuống dì dòm, cúi xuống dì dòm nha. Xong cái hả, kỳ này dì thấy cái đôi chân đó với lại đôi giày đó, nhưng mà xong cái ngồi mất tiêu, mất tiêu cái gì đó, cái gì vậy cha, đi rồi hả, đi rồi, trời mừng quá mừng quá. Nhưng chưa kịp mừng đâu các bạn, thì dì thấy có một cái dạng như là cái khe này thì nó không có lớn, cho nên đó là dì không thể nào thấy được toàn bộ cái gương mặt hết, mà dì chỉ thấy được á, các bạn tưởng tượng đi, giống như là người ta ở ngoài đó đó, người ta cũng đưa đưa vô và đưa một cái con mắt vô để mà nhìn dì. Trời ơi, cái lúc mà dì nhìn thấy á, cái người đó chỉ phân nửa từ cái chỗ này thôi, con mắt đỏ lờm, cái miệng cũng đỏ lờm các bạn, mà trong cái con mắt á là nó có gân, có gân, có gân nha, rồi đưa cái miệng nó nói vậy nè, mở cửa, mở cửa ra đây chơi, mở cửa ra đây chơi, mà cười mà thấy ghê lắm. Vì nói hả, cười y như là trong những cái bộ phim kinh dị vậy đó, kêu mở cửa ra đây chơi, mở cửa ra đây chơi. Xong rồi á lại kêu rằng á là mở cửa cho vô chơi, mở cửa, mở cửa cho vô chơi, mà giọng nói the thé the thé. Trời ơi, vì sợ, vì sợ coi như là lên, nhảy lên trên giường con á thì nó ngủ nó không biết, còn gì á thì riêng gì, vì sợ quá lúc này không dám bước xuống nữa, ráng nằm niệm Phật cho tới sáng luôn. Thì gần sáng thì cái tiếng dài này nó mới bớt các bạn. Cho tới sáng hôm sau dì rất là sợ, nhưng mà bây giờ mình vô nhà này ở thì cũng cố định quen rồi, mà đi kiếm nhà khác lại tốn kém nữa, cho nên dì nghĩ rằng á là thôi bây giờ á là mua đồ thịnh soạn hơn để mà cúng, để mà khấn vái năn nỉ cái cô đó là đừng có nhát mình nữa, ở mẹ quá con coi vậy đó, ở có hai mẹ con à, nương tựa vô nhau à, cho nên nó là khấn vái quá trời, cô ơi cô đừng có nhát mẹ con tôi, mẹ con tôi sợ lắm. Thì cái lúc mà cúng xong thì công nhận rằng một thời gian sau hoàn toàn không có gì nữa. Thì dì nghĩ là êm rồi đó, dì nghĩ chắc là cái cô đó cổ chịu, cho nên nó là cổ để yên. Nhưng cho tới hôm hôm đó thì dì lại đi công chuyện, dì không có nhà, lúc đó là tầm khoảng chừng 7 giờ tối, thì chỉ có cái người con trai của dì ở nhà thôi. Thì khi mà cái người con trai này ở nhà đó là cũng có nghe mẹ mình nói cái chuyện mà mẹ mình thấy ma, cho nên nó là cái anh bạn này anh cũng sợ. Thì khi mà anh ở nhà mình, anh vô phòng anh nằm, anh cũng có chốt cái cửa, mà cái cửa phòng trong đó, cái phòng mà cái chỗ mà dì kê con mắt nhìn ra đó các bạn, thì anh chốt rồi, anh nằm anh coi truyện tranh. Thì cái lúc mà đang nằm nghe, đang coi truyện tranh vậy đó, cái tự nhiên ảnh nghe cái gì mà bịch 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 bịch, nghe mà nó hình hịch hình hịch hình hịch vậy đó, thì ảnh mới giật mình, ảnh nói sao tiếng gì vậy ta, sao tiếng gì vậy, tiếng này là phát ra từ phòng ngoài. Thì ảnh sợ lắm, ảnh nhớ là cái chuyện là cách đây cái thời gian trước là mẹ mình nhìn thấy vậy, thì ảnh nhớ lại liền, cho nên sợ, ảnh đâu có dám mà đi ra dòm, đâu có dám mà kê con mắt xuống dòm, nó sợ rằng nhìn thấy giống mẹ mình. Cho nên cứ ngồi đó thì tự nhiên anh thấy rõ ràng nha các bạn, anh cứ nhìn vô cái khe cửa đó mà không có dám lại kê con mắt xuống dòm ra coi cái đó là cái gì. Thì tự nhiên có một cái tấm kính các bạn, cái tấm kính mà cái kính mà mình coi mặt á, là hả một cái tấm kính vậy nè, nó thò vô các bạn, nó thò vô. Thì qua cái tấm kính đó, anh dòm vô trong cái tấm kính đó đó, thì anh thấy hả là có một cái sợi dây,
sợi dây nó cứ quay 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 vậy nè, thì ảnh đoán rằng á là trời sao giống nhảy dây dữ vậy trời, là ý giống như cái người ở ngoài muốn cho ảnh thấy rằng cái người đó đang nhảy dây vậy đó. Trời ơi ảnh sợ, ảnh sợ quá trời, đang sợ hãi vậy đó, tự nhiên nghe tiếng cửa gõ cửa cốc 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 kêu, mà ảnh sợ lắm, ảnh đâu có dám hỏi họ hỏi ai vậy đâu. Thì nghe tiếng gõ cửa xong cái kêu vậy nè, ra đây chơi đi, ra đây chơi, ra đây chơi đi, mà giọng the thé của một người phụ nữ rất là ghê. Trời anh sợ quá anh mới kéo cái mền đó các bạn, trùm không có dám trả lời gì hết, thì đang trùm run run vậy nè, thì tự nhiên lại nghe tiếng mở cửa, mà trong khi rõ ràng mới nãy mình vô phòng mình đã chốt cái cửa đó lại rồi, thì làm sao thí dụ như mẹ mình có về đi chăng nữa thì cũng phải kêu á, phải kêu, có mở cửa được ở ngoài thì cũng phải kêu mới vô được cái phòng này. Nhưng đằng này cái phòng này tự nhiên mở ra một cái két một cái, anh nó suy nghĩ nói trời mình khóa cửa rồi mà trời, thì một cái bàn tay rất lạnh và rất mềm thò vô trong cái mền đó các bạn, nắm cái chân của anh á kéo kêu vậy nè, ra đây chơi, ra đây, ra đây chơi. Trời anh sợ quá trời sợ ngất xỉu luôn, cho tới khi tỉnh lại á thì dì đã về và dì đang lấy khăn nóng để mà lau. Thì lúc đó sợ quá, mẹ ơi con nhìn thấy vậy đó, con nghe thấy vậy đó mẹ ơi, nó vô nó phòng con nó kéo chân luôn. Dì về là dì thấy cái cửa mở tan quang các bạn. Cho nên á hả là khi mà nghe con mình kể vậy là coi như là đêm đó di dân qua nhà người quen ở, rồi qua ngày hôm sau đi tìm thuê một cái nhà khác để mà sống chứ không ở trong nhà này nữa, là khi nhắc tới con như vậy là coi như là quá rồi, cho nên đó là dì đã quyết định dọn đi luôn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam sinh sống tại Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một cô này là diễn viên chuyên môn đóng những phim mà dạng như phim ngắn của đài truyền hình Vĩnh Long á các bạn, những cái phim mà chuyện cổ tích nè, với lại những cái vụ án như là hả phía sau phiên tòa rồi đó. Đó là cô này là một diễn viên, cô cũng đã lớn tuổi rồi và cô đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện. Cô kể rằng á là cách đây mấy năm trước á thì đoàn làm phim của cô á là có quay dạng như là đóng cái bối cảnh chuyện cổ tích hồi xưa á, cho nên á là có đến địa đạo Củ Chi để mà quay. Thì buổi sáng hôm đó là đi xe của đoàn, khi mà tới địa đạo rồi á bắt đầu mọi người xuống xe, xong rồi đợi ekip đoàn phim đó là người ta dẫn vô. Thì trong cái lúc đứng đợi á thì có cô rồi những người diễn viên khác rồi có những em nhỏ nhỏ đóng những vai trẻ trẻ đó các bạn, thì cô có dặn, tại vì cô là cái người giống như là rất là nhạy cảm về vấn đề tâm linh, cho nên đó là cô có dặn mọi người rằng á là khi mà tụi em vô đây á là cái chỗ này là cái chỗ linh thiêng, cho nên đó là mình vô đây á là mình khấn vái, mình nói là mình chỉ vô đây đóng phim thôi, với lại đồng thời á là mình cũng đừng có làm ồn, mình đừng có giỡn quá để mà mất công ảnh hưởng tới những cái người chiến sĩ trong đó, chỗ này linh thiêng lắm. Thì mọi người cũng dạ, mọi người cũng đồng ý các bạn. Thì cái lúc mà vào á thì bắt đầu á là do là đóng phim xưa cho nên những cái bộ đồ mà dạng giống như tiểu thơ đồ hồi xưa đó thì do đoàn làm phim người ta chuẩn bị cho diễn viên mặc, thì thành ra bình thường mình đâu có những cái bộ đồ đó đâu. Thì khi mà quay tới trưa bắt đầu mọi người nghỉ trưa, đồng thời á là ekip mà đoàn phim á là người ta sẽ làm cái bối cảnh khác, chuyển bối cảnh khác á, thì trong cái lúc chờ đợi nghỉ trưa đó thì những cái cô mà lớn lớn, những cái chị mà lớn lớn tuổi á thật là thấy cái bộ đồ này nè là cái bộ đồ mà diễn mà cái thời xưa, thành ra là mọi người mới quyết định rằng á là chụp hình để mà làm kỷ niệm. Để làm kỷ niệm các bạn, thì trong cái lúc mọi người chụp thì trong những cái lúc chụp đó thì cũng rất lịch sự đàng hoàng, nhưng tự nhiên có một cái bạn, bạn này tên là D, bạn này tự nhiên hứng lên chửi, chửi nói mấy người làm gì vậy, mấy người làm gì mà chỗ hả đoàn phim người ta đang quay phim mấy người chụp hình, thì trong khi mình đang nghỉ trưa, mình đang nghỉ trưa với lại mọi người chỉ muốn chụp hình lại làm kỷ niệm thôi. Thì cô mới nói sao mà em nói kỳ vậy. À, trong khi á hả là lúc này mọi người đã nghỉ trưa rồi, với lại á là đoàn phim người ta đang ekip người ta đang đổi cái bối cảnh đó, thì các chị nè là do đồ nó lạ, đồ xưa nó lạ cho nên mọi người chỉ muốn chụp làm kỷ niệm thôi, em làm gì ghê mà em hổn dữ vậy. Mà cái bạn D đó là bạn hổn dữ lắm, bạn nói rất là nhiều mà cái kiểu hổn hào á, thì cô mới nói vậy, cô nói em làm gì em hổn dữ vậy.
Thì cái bạn này không nghe, bạn này cứ cong cái miệng lên chửi hoài luôn. Thì có một cái chị đứng kế bên cô mới nói nhỏ nhỏ vô lỗ tai cô, nói chị để em phải chửi vô mặt nó mới được. Thì cô mới nói thôi, cô nói là chỗ này á, là cái chỗ linh thiêng, mình không có nên gây gổ nhau mất công lắm, thôi kệ đi thôi kệ đi đó. Thì cô mới khuyên cái cô kia là thôi bỏ qua đi kệ nó. Xong cái ngồi cái bạn D đó cũng im, bạn D đó cũng im. Thì trong cái lúc mà mọi người ngồi nói chuyện chơi vậy đó, thì bạn D đó đó mới kể lại, à còn có thêm một cái chi tiết là những cái bạn trẻ trẻ có nhiều khi nói chuyện văn tục nhau. Thì cô cũng có nói, cô nói thôi tụi con đừng có nói chuyện văn tục vậy, chỗ này là cái chỗ linh thiêng, mình nói chuyện văn tục rồi lớn sùm vậy là không nên. Thì mấy bạn kia cũng vui vẻ là coi như là thi hành liền, các bạn không nói nữa. Nhưng riêng cái bạn D đó đó ngồi nói chuyện với bạn mình xong cái kể nói, ê mới nãy á tao đi vô á, là cái lúc đi vô cổng, đi vô một chút là tao thấy có một cái bức tượng mà của cái anh bộ đội, anh bị què cái giò, giống như là bị thương cái giò, thành ra hả là tao còn nhái lại. Tao nhái lại xong cái bạn D nó đứng dậy nhái cái kiểu mà giống như người ta bị què giò, các bạn nhái cái kiểu đi cà lết rồi cười hô hố. Thì cô mới đứng dậy, cô mới nói rằng thôi em đừng có làm vậy, em làm vậy không nên đâu, đừng làm vậy nha, không coi như xin lỗi người ta đi. Thì bạn D đó không hiểu sao lại nghe lời cô, mới nãy thì không nghe đâu, chắp tay cũng xin lỗi khấn vái gì đó trong bụng mình biết. Xong rồi chuyện cũng qua, quay xong tới chiều về, khi về xong cái tầm khoảng 5 ngày thì cô có một cái bối cảnh quay bên quận nhất. Thì khi mà quay á là 5 ngày sau rồi ha, gặp lại cái bạn D này, bạn bị què cái giò, bởi bị què cái giò bó cái chân các bạn. Thì lúc đó là bạn D vô gặp cô, cái bạn D kêu là chị em nói này chị nghe, kể chị nghe chuyện này. Cái bữa quay về đó thì bạn của em nó chở em về, xong rồi em lấy xe em chạy, tại vì gửi xe mà, rồi đi chung với đoàn phim đó các bạn, đi lại cái chỗ gửi xe, lấy xe em ra, em vừa phóng ra cái có chiếc xe hơi nó đụng em mà em bay lên luôn, em bay lên em tưởng em chết rồi, không máu quá trời luôn, em bất tỉnh nhân sự luôn, đưa vô trong bệnh viện á. Là người lúc em tỉnh dậy em thấy người ta băng bó cái giò của em, trộm đau quá chị ơi, đau quá. Mà cái giò đó đó là cái giò y như là bạn D này đã nhái cái người, cái bức tượng chiến sĩ đó y chang luôn, bó đồ y chang như vậy luôn các bạn. Trời em sợ quá, không lẽ người ta quở em hả? Thì cô mới nói rằng á là hên cho em hôm đó là em còn xin lỗi á, chứ nếu mà em không xin lỗi em không ngồi đây nói chuyện với chị đâu. Thì đó là một cái câu chuyện mà cô tin rằng á là người ta đã quở cái bạn D này, tại vì bạn hổm, các bạn nói bậy rồi hổm rồi nhái đồ theo. Thì đó là Thi kể cái câu chuyện này ra để cho các bạn thấy rằng á là ở những nơi linh thiêng mình đừng bao giờ mình xúc phạm người ta, cho dù người ta có một cái tên khi mình đọc vào mình thấy nó mắc cười, nó lạ lẫm cũng không nên. Mình đọc xong cái mình bỏ trong lòng đi, đừng nói gì hết, và kể cả mình đừng bắt chước một cái gì cả, để mất công người ta thấy người ta không vui lòng, người ta quở mình. À, một cái chuyện mà hồi đó Thi kể cho các bạn nghe đó là Thi có một cái người dì bà con á các bạn, hồi xưa đi chơi với bồ mà ở dưới quê á, đi chơi với bồ rồi bắt đầu khuya tối á, đi vô trong nghĩa địa mà thiệt tình Thi mà có quen bồ thì cũng không hẹn vô trong mấy chỗ đó đâu, mà đi vô trong đó bắt đầu đọc tên ở trên bia mộ á các bạn, xong rồi bị giả mà cái người dì bà con này của Thi là bị méo cái miệng luôn rồi hả, thấy vậy như là thấy cái tên của cái ông đó mắc cười quá, đọc xong bắt đầu cười hô hố lên cho tới khi mà bị giả méo cái miệng lên. Các bạn biết ha, từ ở Vĩnh Long đi trị chứ Vĩnh Long không hết, đi lên trên Sài Gòn trị, mà đi vật lý ha, vật lý trị liệu trị cũng không hết, cỡ nào cũng không hết, suốt mấy tháng trời cái miệng méo xẹo. Thì cuối cùng á là một cái người dì khác á là nói rằng á là có khi nào bị người ta quở hay không, bắt đầu đem đồ đồ cúng á các bạn, đem vô cái ngôi mộ mà cái chỗ mà cái ông mà đọc tên rồi cười hô hố lên á, cúng cúng xong hết liền, mà trong khi không suốt mấy tháng trời trị vật lý trị liệu không hết mà cúng cái hết. Thì các bạn thấy không, nhiều khi người ta không có hài lòng khi mà mình đụng chạm xúc phạm đến người ta, nhiều khi các bạn cảm thấy
cái đó là đùa, là vui đó, nhưng đối với người ta khó chịu lắm. Tại vì khi mà cái người âm á, nhiều người á là người ta rất là cố chấp các bạn, nhiều người cái tính tình người ta khó chịu dữ lắm, người ta lang thang mà, cho nên á là người ta đâu có muốn mình xúc phạm tới người ta đâu. Kể cả bản thân các bạn cũng vậy, các bạn mà tự nhiên bị chọc bị ghẹo thôi các bạn cũng bực bội đúng không, thì người ta và coi như là người ta quở mình. Thì giống như cái trường hợp của dì Thi là giống như bị giả vô mặt vậy đó, mà bị méo cái miệng luôn, trong suốt mấy tháng trời trị không hết các bạn, mà cúng thì mới hết. Thì đó, Thi kể cái câu chuyện này ra để các bạn có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình các bạn nha. Giữ mồm giữ miệng, đừng làm những hành động gì mà gây khó chịu đối với người âm chứ. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ tư là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng đó là bạn ở dưới quê, thì bạn có lên trên Sài Gòn. À, bạn đi cùng với lại hai người bạn nam cùng xóm, mà hai người bạn đó là gay, yêu nhau nha các bạn. Thì khi mà lên Sài Gòn đi làm á, là ba bạn có thuê phòng trọ để mở chung. Thì ba bạn này thuê một cái phòng trọ nằm trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Thì khi mà thuê cái phòng trọ này á, là ba bạn dọn vào, nó có cái gác nữa, cho nên hai bạn kia yêu nhau thì ngủ ở trên cái gác đó. Còn bạn á thì bạn mua một cái miếng nệm để mà trải ở dưới đất ngủ, rồi để xe ở dưới. Thì phòng này nói chung là diện tích là cũng vừa đủ để cho bạn ba bạn này có thể sinh hoạt. Thì cái lúc vô ở á là cũng bình thường, cũng có cúng kiến rất đàng hoàng nha các bạn. Ở thời gian đầu cũng rất đàng bình thường luôn, không có gì xảy ra hết. Nhưng cho tới một ngày, hôm đó đó là buổi tối thứ bảy, bạn mới đi chơi với ghệ. Bạn đi chơi với ghệ thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy thì bạn đưa bạn gái của bạn về, bạn mới về phòng. Bạn nghĩ rằng về phòng hai đứa kia nó ngủ rồi, nhưng mà cũng do thứ bảy cho nên hai đứa kia nó còn thức, nó đang ngồi nó ăn các bạn. Thì khi mà bạn về, bạn nói giờ này tụi bay còn ăn, cái hai thằng kia kêu lẹ vô đây ăn chung. Bạn mới vô bạn tắm rửa xong rồi ba đứa là ăn chung nha. Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp xong xuôi, cái hai người kia lên trên gác ngủ, bạn á thì lại nệm bạn nằm. Nhưng mà do quan ngại sao nghỉ mà, cho nên nó là đêm đó coi như là bạn cứ nằm, bạn lên Facebook nhắn tin với gại. Là cái lúc bạn nhắn tin với gại, bạn nhìn là cũng đã 2 giờ mấy sáng. 2 giờ mấy sáng thì bạn thấy rằng đó là bây giờ trễ rồi, buồn ngủ rồi, cho nên nó là nhắm mắt ngủ. Và bạn không có nghe hai người kia nói chuyện nữa, cho nên bạn nghĩ rằng hai người kia đã ngủ rồi. Thì trong cái lúc mà bạn nhắm mắt á, chưa ngủ đâu, đang coi như là thiêu thiêu thôi, thì tự nhiên bạn nghe cái gì bịch 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 bịch, bạn nghe bịch bịch, cái bạn mới mở mắt ra, bạn nói ủa cái gì vậy ta. Xong cái bạn mở mắt ra thì cái tiếng này nó lại hết, cái tiếng này hết, cái bạn mới nhắm mắt lại. Thì trong cái lúc bạn nhắm mắt lại, bạn lại nghe bịch 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 bịch. Thì khi bạn mở mắt ra thì bạn không còn nghe nữa, thì bạn nói ủa cái gì vậy. Thì lần này bạn lại nhắm mắt lại tiếp 3-4 lần như vậy, thì bạn suy nghĩ rằng hai thằng quỷ kia đang làm chuyện đó, bạn nghĩ vậy đó, bạn nghĩ hai cái người kia đang làm chuyện đó. Thì bạn mới cất tiếng bạn nói rằng á là hai đứa bay á là làm ăn cái gì á thì cũng phải biết điều, biết điều một chút hả, là ồn ào quá ai ngủ được. Bạn nghĩ rằng hai người kia đang quan hệ với nhau, nó tạo ra cái tiếng như vậy cho nên bạn nói vậy. Nhưng khi bạn nói xong, cái bạn lắng tai bạn nghe thì không còn nữa, thì bạn nghĩ chắc là hai đứa quê biết điều anh chảnh rồi. Bắt đầu bạn lại nhắm mắt tiếp, thì trong cái lúc bạn nhắm mắt tiếp á, bạn lại nghe tiếng bịch 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 tiếp. Trời, bạn tức lắm, bạn mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra, bạn thấy rõ ràng một cô gái đang đứng sừng sững, bạn nằm ở dưới cái nệm, cô này đứng kế bên bạn. Bạn giờ bạn thấy cổ nha, mà cái cô này á mặc cái bộ đồ dài, tóc dài, nhưng mà lại không có con mắt, không có lỗ mũi. Tại vì trong phòng bạn có bật một cái đèn ngủ, không có con mắt, không có lỗ mũi, chỉ có duy nhất một cái miệng đang cười. Đang cười các bạn, mà cười cái tiếng cười như là ở địa ngục vọng về vậy đó. Và trên tay của cổ cầm hai cục thịt, bạn nói hai cục thịt, thấy máu nhiễu luôn. Đập vô, lấy hai cục thịt đập vô, bịch bịch bịch. Khi bạn mở mắt ra, bạn thấy cổ làm vậy đó. Trời ơi, bạn sợ mà cổ cười vừa đập. Đó, cổ làm vậy đó các bạn. Trời, bạn sợ quá cho nên bạn la lên. Xong cái
chạy lại bật đèn, bật đèn lên cổ nó mất tiêu rồi. Hai thằng kia bắt đầu nói cái gì vậy, cái gì mày làm cái gì vậy, bắt đầu bạn phóng lên trên gác, bạn run hết, bạn nói trời ơi tao thấy vậy đó, tao thấy vậy đó. Bạn mới kể lại, hai đứa kia nó cũng sợ, bắt đầu ba đứa hả, thôi đi đi đi, mà mới có 3 giờ, 3 giờ mấy sáng rồi các bạn. Bắt đầu ba thằng mở cửa đi ra ngoài đường á, là đi kiếm mấy cái quán cà phê mà người ta mở sáng đêm á, ngồi không dám vô phòng các bạn, không dám vô phòng. Đợi tới sáng bắt đầu ba thằng này mới nói rằng là giờ sao trời thấy ghê quá, thiệt tình mày thấy thiệt vậy hả? Bạn thì khẳng định, bạn nói thiệt trời tao thấy thiệt, nó đứng sừng sững, nó cầm 2 cục thịt nha, mà con mắt lỗ mũi không có, chỉ có cái miệng thôi, mà nó cầm nó làm bụp 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 mà nó cười ha 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 ha, thấy ghê lắm. Xong cái hả là giờ sao thì không thằng nào chịu ở nữa, thôi dọn đi mẹ, dọn đi. Bạn mới gọi, đợi tới 5 giờ năm mấy sáng mới gọi về quê, nói hả kể cho mẹ nghe, mẹ ơi vậy vậy đó. Thì mẹ vẫn nói chắc là người ta không cho tụi bay ở đó, thôi đi kiếm phòng khác đi. Bắt đầu tới sáng một cái là bạn gọi cho mấy người bạn trong công ty á, là xin qua ở nhà, còn hai thằng kia á, là cũng đi kiếm chỗ khác. Rồi bắt đầu là ba đứa cũng tách riêng ra luôn, hai thằng kia thì ở phòng riêng, sau này bạn cũng thuê một cái chỗ khác. Thì đó là một cái câu chuyện mà bạn đã trải qua trong phòng trọ trên đường Phạm Thế Hiển ở quận 8 các bạn nha. Thì các bạn có thể tưởng tượng theo những cái gì mà Thi kể, các bạn có thể cảm nhận được các bạn ha. Thì cái độ kinh dị của hả là mỗi câu chuyện á, là nó nằm ở chỗ mà các bạn cảm nhận được á, là cái hả là cái suy nghĩ của cái người đã trải qua. Tại vì nhiều khi cái chuyện mà mình nghe mình thấy nó không kinh dị đâu, nhưng nếu là mình thật sự mình trải qua á, thì nó sợ lắm các bạn. Còn nhiều người á chưa thấy gì, bản thân chưa thấy ma sao hết, mà khi nghe trời chuyện này cũng kinh dị đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn ở trong trường hợp đó thì bảo đảm với các bạn là người sẽ là sợ nhất. Những người hay nói tôi không bao giờ sợ ma, tôi hả là làm gì có ma, không sợ ma, nhưng đến khi mà gặp ma là những người đó gọi là xỉu hoặc là té đái trong quần. Những người đó là toàn là sẽ bị tổn thương, hoang mang tâm lý nhiều nhất hơn là những người mà người ta tin có ma các bạn. Tại vì khi mà người ta tin có ma là người ta luôn luôn, trường hợp là người ta luôn luôn đề phòng, người ta luôn có những cái đề phòng. Mình phải niệm Phật nè, nếu mà mình gặp trường hợp này thì mình phải niệm Phật, mình phải tịnh tâm, mình niệm Phật, mình phải dằn cái nỗi sợ của mình xuống để mà mình niệm Phật. Thì những người đó người ta gặp ma cái người ta nhớ lại cái đó, người ta đọc cái là nó sẽ đỡ liền. Còn riêng những người mà không tin á, cái đầu cố chấp quá, người ta quên những cái chuyện đó, khi gặp chỗ nó hải hùng, nó khủng khiếp quá, sau đó là bị tổn thương dài dài luôn. Thì đây là những câu chuyện của tập 625. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ở những tập sau các bạn nha. Và bây giờ là xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.